Kính chào quý khán giả, mời quý khán giả theo dõi chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2024. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 8 sáng nay tại hội trường, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu. Đây là một luật sửa 4 luật nhằm tháo gỡ những vướng mắc cấp thiết liên quan đến đầu tư quy hoạch hiện nay. Theo tờ trình của Chính phủ, luật quy hoạch được sửa đổi theo hướng quy định rõ mối quan hệ giữa quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành với các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, nhằm giải quyết những vướng mắc về căn cứ lập quy hoạch khi quy hoạch cấp trên chưa được phê duyệt. Dự thảo luật cũng cho phép sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nguồn tư thường xuyên và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động quy hoạch để tạo cơ chế linh hoạt khi sử dụng ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh và bổ sung quy hoạch điều chỉnh kế hoạch thực hiện quy hoạch, tạo chủ động linh hoạt cho địa phương. Để nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, Chính phủ đề xuất sửa đổi luật quy hoạch theo những nội dung như sau. 1. Là quy định rõ mối quan hệ giữa quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành với quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia để bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của các loại quy hoạch. 2. Là cho phép sử dụng nguồn chi thường xuyên và các nguồn hợp pháp khác ngoài vốn đầu tư công cho các hoạt động quy hoạch để tạo cơ chế linh hoạt phù hợp với tính chất của từng loại quy hoạch. 3. Là đơn giản hóa quy trình lập quy hoạch đồng thời bổ sung với cả thủ tục điều chỉnh quy hoạch rút gọn theo nguyên tắc không làm thay đổi mục tiêu, bảo đảm tính đồng bộ kế thừa và hệ thống giữa các quy hoạch để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. 4. Là phân quyền để phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thuộc của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban nhân dân tỉnh để nâng cao cái trách nhiệm và tính chủ động của các địa phương trong tổ chức thực hiện quy hoạch. Bên cạnh đó, luật này sửa đổi một số nội dung của luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư theo hướng khuyến khích thực hiện phương pháp PPP đối với tất cả các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ công, trừ các dự án thuộc lĩnh vực nhà nước độc quyền hoặc dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Bãi bỏ hạn mức về quy mô vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án PPP, giao bộ ngành và địa phương xem xét và chịu trách nhiệm quyết định lựa chọn dự án phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực hiện của nhà đầu tư. Xóa bỏ hạn chế về lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP và không quy định mức vốn tối thiểu đối với cả các dự án này, nhằm khuyến khích thực hiện các dự án PPP trong tất cả các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và điều kiện thu hút đầu tư cụ thể của từng bộ, ngành và địa phương. Luật đầu tư được sửa đổi một số nội dung như phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, dự án đầu tư xây dựng mới bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt có quy mô vốn đầu tư dưới 2.300 tỷ đồng. Quy định việc chấm dứt hoạt động đối với các dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai thực hiện trong nhiều năm. Bổ sung quy định về thủ tục đầu tư đặc biệt theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ban ngành làm việc với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, gồm Hội Chữ thập đỏ thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Liên minh hợp tác xã thành phố, Hội người tù kháng chiến thành phố, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố, Hội cựu thanh niên xung phong thành phố, Hội người khuyết tật thành phố và Hội người mù thành phố Cần Thơ. Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, cấp ủy lãnh đạo thành phố làm việc với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là công việc thường xuyên nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động của các hội. Lãnh đạo thành phố luôn quan tâm chia sẻ những khó khăn, đồng thời mong muốn các hội tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ban ngành phải quan tâm đồng hành hỗ trợ, phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc, xem đây là trách nhiệm và công việc thường xuyên để các hội hoạt động hiệu quả trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, các hội hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, trong đó chăm lo tốt cho hội viên, tăng cường các hoạt động cứu hộ, thiên tai, động viên, thăm hỏi các gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em vượt khó trong các dịp lễ Tết, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, phát huy vai trò, vận động hội viên và quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố.
Tại buổi làm việc, nhiều đề xuất kiến nghị của các hội cũng được lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành giải đáp thảo luận để đề ra giải pháp trong thời gian tới. Cũng sáng nay, Ban chỉ đạo 35 thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng năm 2024. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đến dự. Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Văn Hiểu khẳng định công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái chống phá đảng nhà nước của các thế lực thù địch là nhiệm vụ cấp bách lâu dài và cần có chiến lược đấu tranh phù hợp. Do vậy, việc nâng cao nhận thức, trình độ, kỹ năng cho cán bộ đảng viên trong bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng là cần thiết và mong muốn các đại biểu nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các nội dung của chuyên đề để vận dụng vào công việc, nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu các chuyên đề về kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông và xây dựng kênh truyền thông trên mạng xã hội, hướng dẫn các quy trình quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quán triệt các vấn đề cần chú ý để phòng ngừa lộ lọt bí mật nhà nước, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Chiều hôm qua tại quận Thới Lai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác mặt trận tháng 10 và thảo luận giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2024 của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố. Trong tháng 10 này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các quận huyện đã tổ chức được hơn 2.430 cuộc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, cứu trợ nhân đạo được thực hiện đạt hiệu quả. Nổi bật đã tiếp nhận số tiền hơn 18 tỷ đồng và trên 31 tấn nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào các tỉnh thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Mặt trận các cấp phối hợp vận động trao tặng hơn 2.000 phần quà trị giá trên 1 tỷ 200 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, triển khai xây dựng sửa chữa 28 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phối hợp tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, có 1.400 lượt cử tri tham dự, đóng góp 49 ý kiến. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2024-2029 sâu rộng đến đoàn viên hội viên nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, tiếp tục phối hợp xây dựng 200 căn nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tiếp tục phát động tháng cao điểm vì người nghèo đợt 2 năm 2024. Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thưa quý vị, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tạo ra môi trường giáo dục số, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, quản lý giáo dục và quản trị nhà trường, qua đó tạo chuyển biến rõ nét về sự sáng tạo trong các bài giảng của giáo viên cũng như khả năng tư duy của học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ở các cấp học trên địa bàn quận. Công tác trong ngành giáo dục trên 20 năm, cô Nguyễn Thị Hiên hiện là tổ trưởng tổ khoa học xã hội và phụ trách dạy môn giáo dục công dân tại trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết, từ khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đã tạo được sự hứng thú hơn trong học tập, giúp các em học sinh nắm vững kiến thức, liên hệ thực tế một cách dễ dàng hơn. Có thể là định hướng cho học sinh cái cách để mà các em có thể là ứng dụng vào cái vấn đề học tập của mình. Từ đó thì giáo viên cũng hướng dẫn để cho học sinh có thể là tự sưu tầm những cái bài tập hoặc là những cái tư liệu để các em có thể sử dụng trong cái bài học của mình một cách tốt hơn, hiệu quả hơn. Khi mà học với công nghệ thông tin thì con được nhìn thấy hình ảnh trực quan tương ứng với những cái kiến thức mà thầy cô đã dạy, và từ đó thì con có một cái nhìn sâu sắc hơn về kiến thức mà thầy cô truyền đạt, giúp cho con hiểu được là công nghệ thông tin là một phương tiện rất là hữu dụng và con phải tìm kiếm thông tin trên những cái nguồn mà uy tín nhất để có thể có những kiến thức chuẩn nhất và không bị sa vào những tin giả, tin ảo. Hiện trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm đã thực hiện hồ sơ giáo án học bạ học sinh trên phần mềm điện tử. Có 41 trên 41 lớp học đều được trang bị thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Từ đó đã góp phần vào việc đẩy mạnh trong công tác chuyển đổi số của ngành giáo dục.
Qua thời gian triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, góp phần cho việc nâng cao chất lượng đại trà cũng như là chất lượng bộ môn của trường trung học cơ sở Châu Văn Liêm. Các cái phong trào hiện nay thì cũng phát triển rất là mạnh, nhất là phong trào học sinh giỏi và các cái phong trào khác. Năm 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn tham mưu Ủy ban Nhân dân quận ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và đào tạo với các nội dung như xây dựng 20 phòng học đa phương tiện tại 10 trường tiểu học và 30 phòng học đa phương tiện tại 6 trường trung học cơ sở, xây dựng hệ thống thư viện điện tử cho các trường phổ thông, trang bị các phần mềm ứng dụng phục vụ trong công tác quản lý điều hành tại các trường trên địa bàn. Đảm bảo đủ số máy để cho học sinh nó tham gia, nó học tin học từ khối 3 đến khối 5. Công nghệ số thì hiện tại là trường cũng đang là ổn định ở các khối. Đánh giá giữa kỳ cuối kỳ đó thầy cô cũng cập nhật trên cái phần mềm cơ sở dữ liệu. Hoặc là cuối năm học, cụ thể là cuối năm học vừa rồi thì trường cũng đã áp dụng cái học bạ số. Ứng dụng chuyển đổi số đã giúp các trường học tại quận Ô Môn nói riêng và ngành giáo dục tại thành phố Cần Thơ nói chung nâng cao hiệu quả quản lý từ việc xây dựng kế hoạch giảng dạy, theo dõi kết quả học tập của học sinh đến việc quản lý tài chính. Bên cạnh đó, các trường cũng có thể dễ dàng kết nối với phụ huynh học sinh. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục được nâng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Chương trình được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm qua, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đơn vị huyện Cờ Đỏ, gồm ông Lê Tấn Thủ, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức thành ủy, bà Võ Kim Thoa, trưởng ban dân vận thành ủy, ông Châu Việt Tha, giám đốc sở nội vụ, bà Trần Thị Thiên Thư, phó chủ tịch hội nông dân thành phố cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện có buổi gặp gỡ tiếp xúc với trên 200 bà con cử tri hai xã Thới Hưng và Thới Đông. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và huyện báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố và huyện Cờ Đỏ năm 2024, nhiệm vụ năm 2025. Với tinh thần thẳng thắn dân chủ, bà con cử tri đã kiến nghị đến các đại biểu một số vấn đề như đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường vào trung tâm xã Thới Hưng, nâng cấp sửa chữa các tuyến lộ giao thông nông thôn, các cây cầu đã xuống cấp, cần xử lý dứt điểm tình trạng mua bán lấn chiếm hành lang lộ giới gây mất an toàn giao thông, tăng cường xe thu gom rác tại các khu đông dân cư. Việc bố trí thùng rác công cộng cần để đúng nơi quy định, đề nghị ngành chức năng gắn đèn tín hiệu hoặc làm vòng xoay tại đoạn đi vào xã Thới Xuân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và huyện đã ghi nhận, trả lời những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại, đại biểu tiếp thu và sẽ trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới. Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Thốt Nốt vừa tổ chức cuộc họp liên tịch với Ủy ban Nhân dân quận và ngành chức năng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng Nhân dân quận Thốt Nốt khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 12-13 tháng 12, thông qua 18 báo cáo, một thông báo và các tờ trình nghị quyết về kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quận về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025. Việc tổng hợp giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 13 đến trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân quận và báo cáo của các ngành có liên quan, xem xét bổ sung các báo cáo, tờ trình, kèm theo dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân quận nếu có phát sinh theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân quận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các ban của Hội đồng Nhân dân quận và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận. Đồng thời, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận sẽ phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân quận. Sáng nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 3 năm 2024. 80 học viên là quần chúng, đoàn viên, công đoàn viên ưu tú của 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng ủy khối được nghiên cứu học tập các chuyên đề về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, đảng ủy khối đã tổ chức bồi dưỡng cho gần 330 học viên. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn quận trong năm 2025. Phong trào được triển khai theo hai đợt. Đợt 1, từ khi ban hành kế hoạch đến ngày 15 tháng 11 năm 2024. Đợt 2, từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 11 năm 2025. Trong khoảng thời gian này, Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn cùng các phường đẩy mạnh kêu gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách,
hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc diện nhà tạm, nhà dột nát. Đề xuất khen thưởng đối với cá nhân có đóng góp tiền mặt hoặc vật chất hỗ trợ xây dựng nhà từ 20 triệu đồng trở lên và 50 triệu đồng trở lên đối với các tổ chức. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của phong trào trong cộng đồng, sớm rà soát, thống kê các hộ thuộc diện nhà tạm, nhà dột nát để có kế hoạch hỗ trợ trong thời gian tới. Kịp thời biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có đóng góp tích cực khi triển khai phong trào. Để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng nông sản từ các tuyến đường nông thôn ra quốc lộ, quận Bình Thủy đã đầu tư gần 5 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông khu vực cầu Xẻo Khế thuộc phường Thới An Đông. Tuyến đường này có chiều dài gần 1 km, nối liền các tuyến đường nông thôn của phường Thới An Đông và phường Long Tuyền ra quốc lộ 91B. Đường nông thôn này trước đây do người dân xây dựng, qua thời gian đã xuống cấp hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại vận chuyển nông sản. Nâng cấp lần này, mặt đường được xây dựng bê tông cốt thép và cao độ gấp đôi so với trước đây để không bị ngập khi triều cường dâng cao hay mưa lớn. Xe 4 bánh lưu thông thông suốt. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành trong tháng 11 năm 2024. Thưa quý vị, du lịch đường sông vừa là thế mạnh vừa là sản phẩm đặc trưng của thành phố Cần Thơ. Thế mạnh này đang được ngày càng phát huy khi có sự tham gia đầu tư của các đơn vị du lịch trên địa bàn. Nhà hàng du thuyền Mỹ Khánh Royal của làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ là một sản phẩm vừa mới đi vào hoạt động. Điều khác biệt của du thuyền này là sẽ có lịch trình ngược dòng sông Cần Thơ xuất phát từ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền để đến với các khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ theo hai lịch trình khi khách có yêu cầu. Trong đó, tuyến 1 sẽ từ làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh đến với chợ nổi Cái Răng và tuyến 2 từ làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh đến bến Ninh Kiều và theo chiều ngược lại trong khoảng thời gian 90 đến 120 phút. Lúc trước chúng tôi cũng có những chiếc tàu nhỏ để khai thác và trong thời gian gần đây với sự phát triển của ngành du lịch thì chúng tôi nhận thấy rằng việc khai thác cái tuyến đường sông vào buổi tối, đặc biệt là cái tuyến Mỹ Khánh đi chợ nổi Cái Răng vào buổi tối và tuyến Mỹ Khánh đi Ninh Kiều là một trong những tuyến đường sông mà rất đẹp của thành phố. Xuyên suốt hành trình sông nước này, du khách sẽ có một trải nghiệm thú vị về sự bình dị của khung cảnh dọc hai bên sông Cần Thơ về đêm, bên cạnh đa dạng về các món ẩm thực đồng quê của Tây Nam Bộ. Em cảm nhận đó là sự bình yên, tại vì trong cái cuộc sống của mình thì cũng sẽ có những cái bộn bề nhất định và khi mà đi ngược như thế này thì giống như là mình trải cái lòng của mình ra, nó yên bình hơn và cảm giác em cảm thấy là nó thoải mái hơn rất là nhiều. Đầu tiên là bước lên du thuyền mình thấy ấn tượng là cái không gian mát mẻ và cũng không kém phần sang trọng, nên mình cũng thấy là trải nghiệm du thuyền lần này thì cũng có nhiều cái mới mẻ và coi như là hấp dẫn. Với thiết kế 3 tầng, du thuyền có sức chứa lên đến 300 khách, trong đó 2 tầng phục vụ ăn uống gia đình hay các bữa tiệc gala, sinh nhật và tầng trên cùng được bố trí để phục vụ nhu cầu check-in của du khách tại một số điểm dọc cung đường này như khu vực cầu và chợ nổi Cái Răng, cầu Trần Hoàng Na. Với việc đưa vào khai thác cái nhà hàng du thuyền Mỹ Khánh Royal thì chúng tôi hy vọng sẽ thu hút được du khách đến với Cần Thơ và ở lại Cần Thơ nhiều hơn nữa. Để có những cái trải nghiệm tốt hơn về Cần Thơ về đêm. Nhà hàng du thuyền Mỹ Khánh Royal đi vào hoạt động không chỉ góp phần vào việc phát triển kinh tế ban đêm mà qua đó còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố dựa trên khai thác các tiềm năng thế mạnh của du lịch sinh thái sông nước nhằm phát triển du lịch Cần Thơ trong tình hình mới. Chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.